Rồi, xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Vip nhé. Bên em thì một số anh chị muốn bên em test và so sánh xem là chiếc bếp hồng ngoại hay là bếp halogen ấy. Halogen thì nó sẽ nhanh hơn bếp từ hay bếp từ nhanh hơn. Thì hôm nay bên em về được hai chiếc bếp đều một công suất 1.000W. Một chiếc bếp là của hãng Lesono, con này cũng 1.000W, và một chiếc bếp của hãng Hitachi. Bếp halogen là bằng bóng đèn halogen nhé, nó cũng tương tự như là dùng bếp hồng ngoại mà thôi. 1.000W và 1.000W của bếp từ, thì xem cái nào sẽ nhanh hơn. Thì em đã chuẩn bị hai cái nồi cơm, hai ruột là cơm ý chanh nhau của con Toshiba Song Chuông nhé, và cùng một lượng nước nhé. Đây, một cốc nước này, bên này một cốc nước nhé, bên này em cũng cho đúng một cốc nước luôn, cho tỷ lệ bằng nhau và cái xoong nó dày bằng nhau luôn, để mình sẽ nó có một sự khách quan nhất. Em sẽ lấy bếp từ cho anh chị xem và công suất của nó nhé. Hai con này đều dùng điện 100V nhé. Đây, con này của hãng Lesono đây, HLC1, bếp halogen. Đây là điện 100V này, công suất 1.300W nhé. Con này sản xuất 2001 mà, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, tiếp theo bên này là một chiếc bếp của hãng Hitachi nhé. Con này là mã HIT11. Hitachi này, con này cũng công suất 1.300W nhé. Điện 100V này, công suất 1.300W này, cũng hàng nội địa nhé, cũng dùng điện 100V luôn. Rồi, bây giờ sẽ cho hai con cùng chạy một lúc nhé. Đấy, cùng một lượng nước này, cùng một chiếc nồi giống nhau này, cho nó khách quan này. Rồi, hai con đặt vào vị trí ok rồi, em sẽ cho cái camera nó sát vào một xíu nhá. Đây, em cho quay vào góc gần này, mình nhìn nó sẽ rõ hơn. Và bây giờ em bắt đầu khởi động hai chiếc bếp lên. Chiếc bếp em bật chiếc bếp này trước nhá. Ưu tiên con hồng ngoại, con bếp halogen này chạy trước đi. Ở chế độ gì bây giờ đây, chế độ lầm lẩu đi. Rồi, em chưa bắt đầu nhá, khi nào nhấn bắt đầu nó mới chạy nhá. Nhấn bắt đầu nhớ đây này. Rồi bây giờ bấm con này này. Con này bật cũng bật chế độ bếp từ bình thường này. Bây giờ bắt đầu bấm nút nó lẩu lẩu này, cho nó bấm bắt đầu luôn này. Bên này nhấn nút bắt đầu luôn này. Tất cả là tăng kịch nhá. Rồi, hai bên bắt đầu đang nấu rồi. Em bấm thời gian luôn xem nó khoảng bao nhiêu nhá. Đây là test thực tế nhất nhá. Test trực tiếp luôn. Đấy, không có tua, không có tua, không có chỉnh sửa video nhá. Để cho anh chị thấy là giữa bếp từ và bếp halogen. Bếp từ thì cái nhược điểm, được cái ưu điểm của nó ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nấu nó không bị nóng này, nó không bị phát nhiệt ra môi trường này, và nó khả năng là nó sẽ nấu nhanh hơn, em đoán vậy thôi. Bây giờ mình sẽ xem trực tiếp đây thì cái nào nhanh hơn mình sẽ biết nhé. Còn đây bếp halogen thì khi mình nấu ấy, thì nó sẽ phát nhiệt ra môi trường. Và em cũng không biết nó có nhanh hơn là bếp từ hay không, nhưng mà khả năng chắc chắn em nghĩ là nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà cái ưu điểm của bếp halogen với cả bếp hồng ngoại ấy, thì là anh chị nấu được tất cả các loại nồi. Đó, nó ưu điểm như vậy, anh chị nấu nồi đất, nồi sành sứ hay nồi thủy tinh đều nấu được nhé. Còn bếp từ thì chỉ có nồi từ và inox thôi. Đấy là hai cái nó khác nhau ở cái điểm như vậy. Và cái bếp halogen này với cả bếp hồng ngoại ấy, thì anh chị nướng đồ ăn luôn. Ví dụ anh chị đang nằm lẩu như vậy nhé, mà anh chị muốn nướng đồ ăn ấy, thì mình cho đồ ăn này về nướng được luôn. Mỗi một cái nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Nếu anh chị ăn lẩu mà vừa ăn lẩu vừa nướng ấy, thì cái bếp này thì nó quá tuyệt vời luôn. Hai con cùng công suất nhé, 1.300W. Và đây là thực tế xem là nó sẽ trong vòng bao lâu nó sẽ sôi. Một cái ly nước này thì nó khoảng tầm 330ml nhé. Thì mình sẽ xem là cái bếp từ nếu mà để mắc công suất 1.300W thì trong vòng bao thời gian bao nhiêu nó sẽ sôi. Và cái bếp hồng ngoại này bao lâu nó sẽ sôi nhé.
À, trong phòng bên em hiện tại thì không dùng máy lạnh, nhiệt độ ngoài trời hiện tại nó khoảng tầm hơn 30 độ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đấy, 330 ml thì chị đã thấy bắt đầu bếp từ nó đã đang sắp sôi rồi. Nó đang lăm tăm nước rồi nhé. Thời gian là 2 phút 10 giây rồi là bắt đầu nước bên này sôi rồi nhé. Còn bên này thì chưa sôi. Đó. Sôi mạnh lên thì nó khoảng tầm 2 phút 20 giây nhé, là chiếc bếp từ bên này đã sôi 2 phút 20 giây rồi. Em tạm thời em tắt kia bên bếp từ đi nhé, nó sôi rất mạnh rồi, khoảng tầm 2 phút 20 giây thì nó sôi mạnh ở công suất cao nhất là 1300W nhé, em đổi chế độ cao nhất này. Rồi, bây giờ em tắt đi này. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ chờ xem là cái nồi bên này nó sẽ bao giờ nó sôi nhé. Còn bên này thì em thấy bắt đầu nó có hơi nó có hơi bốc nhẹ nhẹ lên trên rồi, nhưng mà khả năng nó sẽ phải mất tầm một phút, hơn một phút nữa nó mới sôi được. Anh chị nhớ nhé, 2 phút 20 giây là bắt đầu sôi này. Mình sẽ xem bên này nó sẽ tốn thời gian bao nhiêu. Cùng công suất nhá, thì cái ưu điểm cái nhược điểm thì em có nói với chị rồi. Mặt kính của chiếc bếp halogen với cả hồng ngoại đương nhiên nó sẽ bị nóng rất nóng nhá, còn máy bếp từ nó sẽ không nóng bằng. Đó. Bên này mình không được sờ vào, bởi vậy cái bếp halogen và bếp hồng ngoại bao giờ nó cũng có cảnh báo nóng cái chiếc bàn tay ở đây nhá. Đã mất 3 phút 35 giây rồi. Đấy là cái tiện dụng bếp từ nhé. Nhưng mà khi bếp hồng ngoại nếu mà chị bắt đầu đun nước sôi rồi ấy, thì để nó chạy liên tục thì nó cũng sôi rất đều nhé, rất đều, rất mạnh luôn. Cái thời gian ban đầu để nó sôi thì cũng nó tốn khá nhiều thời gian, 2 phút 20 giây. Còn bây giờ và thợ đang chuẩn bị sang 4 phút 20 giây rồi. Đấy, nó chậm hơn hẳn này nhé. Bên này là khoảng 2 phút 10 giây là bắt đầu nó lăm tăm tăm rồi, bắt đầu 22 phút 20 giây là chạy nó sôi mạnh. Đó, bên này để phải mất đến đang là 4 phút 20 giây để bắt đầu mới có hiện tượng lăm tăm nhá. Tức là bếp từ nó sẽ sôi, em nghĩ nó sẽ nhanh hơn gấp 2 lần nhá. Khi dùng bếp từ. Nhưng mà đấy, nếu mà anh chị muốn nướng hoặc muốn nấu các loại nồi khác thì bếp từ nó lại không có xử lý được. Nhiều nhà anh chị muốn nấu nồi thủy tinh, nồi đất, nồi sành, nồi sứ thì nó lại phải là cái bếp hồng ngoại hoặc là cái bếp halogen. Hai loại bếp này thì thực ra nó cũng tương đối giống nhau nhé. Nó đều là hiện tượng đốt sợi đốt và đốt thành nhiệt. Nó đã mất đến 5 phút rồi vẫn chưa sôi nhé. Cái bếp kia chỉ mất đến 2 phút 20 giây là sôi mạnh. Em nghĩ nó sẽ chậm hơn khoảng tầm 4 phút. Đấy, hiện tại đang là 5 phút 17 giây, 5 phút 20 giây rồi, mới đang lăm tăm thôi, chưa sôi mạnh nhá. Và bây giờ thì em nghĩ là bếp từ, mấy cái nồi từ hoặc là nồi inox, nồi gì đó, chảo từ nó bán rất sẵn ở siêu thị. Và cũng khá là rẻ nhá, một chiếc chảo thì khoảng 100-200 nghìn một chiếc chảo thôi, tùy theo kích cỡ, tùy theo hãng. Nồi từ, nồi inox cũng vậy, họ bán rất rẻ, khoảng hơn 1 triệu. Ví dụ chị mua không phải cái loại đắt đỏ thì hơn 1 triệu là một bộ, khoảng 3-4 cái xong nồi đến chị nấu rồi. Nên nó khá là tiện dụng khi chị dùng bếp từ nhá. Đó, nhưng mà một chống chỉ định với chị dùng một số cái loại không có từ inox, sành sứ thì nhôm, sắt thì không được. Đó, bắt đầu sôi, đang chuẩn bị mạnh ở đây chị ạ. Em nghĩ nó sẽ mất 6 phút 20 giây. Đây chị bắt đầu thấy sôi không, nhưng mà chưa mạnh lắm. 6 phút 12 giây rồi. 15 giây này. Rồi, nó sẽ mất được khoảng tầm 2 phút, chắc phải 2 phút 30 giây thì nó mới sôi mạnh được. Với công suất là 1300W nhé. Rồi, con này nó mất khoảng 2 phút 30 giây nhé, bắt đầu mới sôi mạnh này. Rồi, em xin phép dừng lại nhé. Dừng lại cái phần đồng hồ đếm này và dừng lại cái bếp hồng ngoại này luôn.
Đấy, con Latina này thì công suất 1300W và nó rất là mới. Và chị nhìn thấy khi mà nó ngắt điện đi rồi nhá, thì nó vẫn cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo là cái mặt bếp này bị nóng này, mình không được sờ vào. Em xin phép em dừng lại cái đồng hồ luôn. Tức là tóm lại con này mất 6 phút 30 giây thì bắt đầu nó mới sôi mạnh. Còn con bếp từ này nó chỉ mất 2 phút 20 giây. Tức là nó sẽ con này chậm hơn con này 4 phút nhá. Khủng khiếp anh nhá, tốc độ cũng khủng khiếp đấy. Ở con bếp từ ở con bếp halogen này, anh chị thấy là một điều là khi mà mình ngắt bếp đi rồi, em rút điện ra rồi kìa. Rút điện ra rồi nhá. Thì nó vẫn có một cái pin nguồn. Nó vẫn lưu cái điện ở trong đó để nó cảnh báo nóng này. Mặc dù từ năm 2001 đến bây giờ nhá, mà cái pin nó vẫn còn báo được anh không? Nó có đèn báo nóng, nó có hình bàn tay này. Quá tuyệt vời gì đúng không? Rồi, hai bếp này, đây là một video em đã so sánh thực tế và so sánh trực tiếp nhé. Đều là hàng nội địa Nhật Bản, mình không có và đều công suất 1300W. Đều là dùng điện 100V và dùng hai cái nồi giống y chang nhau, lượng nước bằng nhau. Thì chiếc bếp sử dụng công nghệ đèn halogen này nó phải mất đến 6 phút 30 giây thì nước nó mới sôi mạnh. Còn chiếc bếp từ thì nó chỉ mất là 2 phút 20 giây nhé. Nó chậm hơn 4 phút giữa từ và bếp halogen. Hồng ngoại thì cũng tương tự như vậy nhé. Rồi, cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên video sau. Hy vọng những video này sẽ giúp cho anh chị phần nào đó thì mình sẽ biết được mình lên sử dụng bếp hồng ngoại hay lên sử dụng bếp halogen hay là lên sử dụng bếp từ nhé. Anh chị sẽ có những cái nhận định riêng và lựa chọn riêng cho mình. Đấy, những cái ưu điểm, nhược điểm giữa hai loại bếp này thì em đều nói với chị rất là rõ ràng rồi. Rồi, cảm ơn chị theo dõi video. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh giúp em nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.